Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Văn Cấp, mình là chuyên viên kỹ thuật đến từ sửa chữa laptop 24 giờ. Và trong video lần này mình xin giới thiệu với các bạn một số loại màn hình laptop cơ bản trên thị trường hiện nay. Đối với màn hình laptop thì hiện nay sẽ chia ra làm hai loại chính, đó là màn wide và màn led. Để các bạn tiện hình dung thì ở đây mình cũng đã chuẩn bị một số mẫu màn hình để các bạn có thể quan sát. Đây trên tay mình đây là một chiếc màn wide và đây sẽ là một chiếc màn led. Màn wide sẽ được phát sáng nhờ một bóng tít khá là nhỏ ở bên trong màn. Còn màn led thì sẽ được phát sáng nhờ một dải led ở bên trong. Về đặc điểm cấu tạo của chiếc màn wide này thì đây là sẽ là mặt hiển thị. Và phía sau này chúng ta có thể quan sát thấy đây là phần panel màn, bao gồm những cái linh kiện điện tử rất là nhỏ, sẽ phân giải tín hiệu từ dưới main qua chiếc cáp màn và hiển thị màu sắc để cho chúng ta nhìn thấy được hình ảnh hiển thị lên trên màn. Và ở chiếc màn wide này chúng ta có thể quan sát thấy nó có một chiếc cáp nhỏ phía dưới này, đây là chiếc cáp wide. Chiếc cáp này sẽ có công dụng đó là cung cấp nguồn điện cho chiếc bóng tip ở bên trong, giúp cho chiếc màn của chúng ta phát sáng. Còn ở chiếc màn led này thì cấu tạo cũng khá là giống với chiếc màn wide, nhưng mà nó có khác một chút, đó là ở phần phía sau và phần phía dưới này chúng ta không có chiếc cáp wide, mà nó sẽ nguồn điện để giúp chiếc màn này phát sáng thì nó sẽ được đưa từ cái panel màn này và đưa thẳng trực tiếp vào những dải led ở bên trong để giúp cho màn của chúng ta phát sáng. Đối với loại màn wide này thì hiện tại trên thị trường đang có hai loại màn với các kích thước cơ bản, đó là 14.1 và 15.4. Ở đây thì mình đang có một chiếc màn wide với kích cỡ là 15.4 và mình cũng có chuẩn bị một chiếc màn wide khác với kích cỡ là 14.1, và chiếc màn này là nhỏ hơn chiếc màn kia một chút, thì nó chỉ khác nhau về mặt kích cỡ thôi. Còn đối với loại màn wide này thì về độ phân giải của nó thì nó cũng có 3 độ phân giải cơ bản, đó là độ phân giải thường, độ phân giải HD cộng và độ phân giải Full HD. Thì độ phân giải HD thường thì trước mắt thì để các bạn hiểu sơ sơ về độ phân giải màn hình, thì độ phân giải màn hình đó các bạn có thể hiểu đơn giản đấy là khả năng hiển thị hình ảnh của một chiếc màn hình. Và độ phân giải càng cao thì hình ảnh hiển thị sẽ càng sắc nét. Và hiện nay thì đối với màn hình laptop thì có những cái độ phân giải cơ bản, đó là độ phân giải thường là có độ phân giải thông số của nó là 1366x768 và đơn vị đo của độ phân giải sẽ là pixel. Và đến với độ phân giải thứ hai, đó là độ phân giải đối với màn HD cộng, thì nó sẽ có độ phân giải đó là 1600x900, khá là phổ biến, đó là độ phân giải Full HD. Full HD thì nó có độ phân giải là 1920x1080, đó là độ phân giải Full HD. Và tiếp theo thì mình sẽ đến với chiếc màn led. Chiếc màn led trên tay mình đang cầm thì nó có độ phân giải thường, đó là 1366x768. Chiếc màn này thì phải nói là nó thông dụng nhất đối với các dòng laptop hiện nay, vì đa số mọi người hiện nay đều sử dụng laptop với những công việc đó là học tập và làm văn phòng, nên là những chiếc laptop thì sử dụng chiếc màn này rất là nhiều. Đây các bạn có thể quan sát thấy đây là chiếc màn led. Màn led của chúng ta thì có cấu tạo cũng khá là đơn giản, bao gồm mặt hiển thị. Bên trong này thì nó sẽ có những cái lớp phản quang và cái lớp hiển thị. Thì mình không đi sâu vào cấu tạo chi tiết ở bên trong, mà mình chỉ giới thiệu sơ sơ với các bạn về mặt cấu tạo ở bên ngoài nó thôi. Phía sau này chúng ta có thể quan sát thấy đây là chiếc panel màn. Và đây là chiếc phần sẽ là phần cáp cắm, sẽ cắm chiếc cáp màn của chúng ta vào đây. Và cũng có một đặc điểm nữa để phân biệt giữa những chiếc màn led này, đó là hiện tại trên thị trường có hai loại màn led thông dụng, đó là màn led dày, ở đây mình đang có trên tay là màn led dày, và một loại màn nữa đó là màn led mỏng. Đây các bạn có thể quan sát thấy về đặc điểm cấu tạo thì có hai loại này thì nó cũng khá là giống nhau thôi, chỉ có cái là cái loại màn led mỏng này thì nó có cấu tạo mỏng hơn rất là nhiều, thích hợp cho những dòng laptop có cấu tạo mỏng nhẹ. Và có một đặc điểm nữa các bạn cần lưu ý, đó là về loại màn led này thì nó có hai loại chân cắm khác nhau trên thị trường, đó là hiện tại đó là loại màn 40 chân hay còn gọi là 40 pin, nếu mà theo thông số kỹ thuật sẽ gọi là 40 pin. Và ở đây mình có trên cái này là màn này là 30 pin. Đấy. Đây nó sẽ nhỏ hơn so với cái chân cắm 40 pin một chút.
nó sẽ nhỏ hơn một chút, các bạn có thể quan sát này, nó nhỏ hơn một chút. Đấy, đây là hai loại màng thông dụng. Và đối với loại màng nét này thì nó cũng có hai cái cỡ khá là thông dụng trên thị trường hiện nay, đó là 14.0 và màng 15.6. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn một chiếc màng, đây là màng 15.6 nét dày. Và về mặt kích cỡ thì nó chỉ to hơn một chút thôi, các bạn có thể quan sát đấy. Đây là một chiếc màng 14 và một chiếc màng 15, 14.0 và một chiếc màng 15.6. Thì về mặt kích cỡ là chiếc màng 15.6 có to hơn một chút. Và đối với cả hai chiếc màng mình đang cầm trên tay thì nó đều có độ phân giải thường, đó là 1366x768. Vừa rồi là những chia sẻ của mình liên quan đến các loại màn hình laptop cơ bản trên thị trường hiện nay. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.